bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Chiều ngày 20 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thừa nhận hành vi phạm tội, Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, khai bị cáo nhận chủ trương phát hành trái phiếu công ty Secha từ bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB. Về phương án chạy dòng tiền khống, Dung khai tiếp nhận lại công việc theo chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hồng, là cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB đã mất, nên hoàn toàn không biết gì. Tuy nhiên, bị cáo lại thừa nhận đã giúp sức để bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trái phiếu. Theo cáo buộc, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Hoàng và nhận phương án dòng tiền khống do Trịnh Quang Công, cựu giám đốc công ty Ackerman và Nguyễn Phương Anh, cựu phó tổng giám đốc công ty SPG lập, dùng chỉ đạo thuộc cấp hợp thức chứng từ đi lệnh dòng tiền khống, hạch toán trên hệ thống ngân hàng SCB, giúp cho công ty Secha phát hành trái phiếu. Hành vi của Dung đã giúp bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của hơn 2.400 bị hại. Bị cáo Hoàng khai biết rõ mục đích của bà Lan khi phát hành trái phiếu là để huy động tiền của người dân đem sử dụng cho các mục đích của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Sau khi nhận thông báo về việc bị cáo Lan chọn công ty Secha phát hành trái phiếu giá trị 2.000 tỷ đồng, bị cáo đã chỉ đạo Công, Dung và Phương Anh lên phương án chạy dòng tiền khống, tạo lập nhà đầu tư sơ cấp. Theo Hoàng, bị cáo Lan phát hành trái phiếu của công ty Secha để lấy tiền trả lãi cho 3 gói trái phiếu do công ty An Đông phát hành. Bị cáo Hoàng ngậm ngùi nói, bị cáo cảm thấy xót xa cho các bị hại. Bản thân mẹ, vợ của bị cáo cũng mua trái phiếu của công ty Secha. Bị cáo Ngô Thanh Nhã, cựu tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Đông, khai tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu cho công ty An Đông từ chị chồng là bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo khẳng định không bàn bạc, thống nhất gì về việc phát hành trái phiếu với bị cáo Lan. Bị cáo Nhã khai, sau khi tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu, bị cáo chỉ ký hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông và sau này là ký phát hành trái phiếu. Bị cáo chỉ đứng tên chủ tịch hội đồng quản trị, chứ không quản lý, không tham gia hoạt động của công ty An Đông. Trước câu hỏi của hội đồng xét xử về việc nhận thức như thế nào về việc hậu quả do mình gây ra, bị cáo Nhã nghẹn giọng. Sau khi đọc kết luận điều tra, bị cáo rất ngỡ ngàng, không hề biết đã gây thiệt hại cho người dân lớn đến như vậy. Thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó, bị cáo đã nhờ gia đình khắc phục 2 tỷ đồng. Cũng thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc ngân hàng SCB, khai sau khi nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan về việc phát hành trái phiếu, bị cáo trình hội đồng quản trị để triển khai thực hiện. Về việc chỉ đạo khối bán lẻ triển khai tổ chức bán hàng, đào tạo sản phẩm mới cho giám đốc và các nhân viên bán hàng tại các chi nhánh và phòng giao dịch SCB. Văn khai, có một bộ tài liệu nội bộ SCB xây dựng để đào tạo trước khi tư vấn cho khách hàng. Bị cáo Văn khẳng định bản thân không tham gia tạo lập trái phiếu và không được hưởng lợi gì. Bị cáo Văn bật khóc nói, lúc đó bị cáo nghĩ rằng đó là khai thác nguồn tài nguyên khách hàng mà SCB đã nỗ lực nhiều năm mới có được. Khi xảy ra sự việc, bị cáo rất đau lòng, không nghĩ rằng lại gây tác hại cho quá nhiều người dân. Về kịch bản chạy dòng tiền, quản lý tài khoản khách hàng, bị cáo không tham gia chỉ đạo và không biết. Bị cáo cũng không chỉ đạo nhân viên SCB ký chứng từ khống để lập dòng tiền. Trong ngày xét xử thứ hai của phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Là bị cáo đầu tiên mà hội đồng xét xử xét hỏi, bị cáo Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tập đoàn tài chính Vạn Thịnh Phát, xác nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo Hồ Bửu Phương trình bày, tôi không phụ trách phát hành trái phiếu bán cho người dân, còn tiền thu về, sử dụng vào mục đích gì thì bị cáo không biết, không được hưởng lợi. Bị cáo Hồ Bửu Phương nói rất bất ngờ khi biết số lượng người mua trái phiếu quá nhiều. Trong khi, bị cáo chỉ sử dụng kiến thức chuyên môn về tài chính của bị cáo để đảm bảo phát hành thành công các lô trái phiếu. Theo cáo buộc, bị cáo Hồ Bửu Phương đã tham gia họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu, được giao làm đầu mối yêu cầu bộ phận kế toán các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính, phối hợp với các thuộc cấp lên phương án giải quỹ, làm căn cứ để các công ty chuyển tiền. Ngoài ra, bị cáo Hồ Bửu Phương cũng chỉ đạo phối hợp với công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt để phục vụ phát hành trái phiếu. Bị cáo Hồ Bửu Phương là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phát hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền 27.969 tỷ đồng
của 33.393 bị hại. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Hồ Bửu Phương bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 20 năm tù về tội tham mô tài sản. Bị cáo Hồ Bửu Phương có kháng cáo. Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, nguyên Phó Văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai nhận đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập quản lý danh sách các công ty cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo cáo buộc, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của văn phòng, đã tham gia chỉ đạo việc quản lý theo dõi danh sách, lập phương án hứa chuyển nhượng cổ phần làm căn cứ cho công ty Điền Gia Cát không có hoạt động thực tế và 8 cá nhân được thuê ký các chứng từ nộp rút tiền khống để hợp thức dòng tiền cho công ty Điền Gia Cát mua sơ cấp, giúp cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại. Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm bị tuyên 15 năm tù về tội tham mô tài sản trong giai đoạn 1 của vụ án. Hiện bị cáo đã có kháng cáo. Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Phương Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty SPG, xác nhận cáo trạng nêu liên quan tới bị cáo là đúng. Ông Nguyễn Phương Anh khai thêm rằng, tại công ty, ông Nguyễn Phương Anh nhận thông tin chỉ đạo từ cấp trên, trong đó có bà Trương Mỹ Lan. Về việc phát hành các lô trái phiếu, bị cáo Nguyễn Phương Anh khai, khi dòng tiền được chuyển qua chuyển lại và chảy về công ty Peninsula, thì bị cáo sẽ phụ trách việc giải quỹ, chuyển tiền từ Peninsula cho các cá nhân khác. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Phương Anh đã phối hợp với các bị cáo khác lập các hợp đồng khống cho 3 công ty do Nguyễn Phương Anh quản lý, đã nhận về 35 triệu đô la Mỹ, tương đương 802,2 tỷ đồng và chuyển tiền đi nước ngoài với tổng số tiền 56.893.436 đô la Mỹ, tương đương 1.335 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Phương Anh đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số tiền 91.893.436 đô la Mỹ, tương đương 2.138 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nêu, bị cáo Nguyễn Phương Anh có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhất, đó là quá trình điều tra truy tố, ông Nguyễn Phương Anh ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã điều tra thu thập trong hồ sơ vụ án. Ông Nguyễn Phương Anh đã tự nguyện nộp 1,3 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả. Viện Kiểm sát cũng ghi nhận ông Nguyễn Phương Anh đã phối hợp, tích cực hợp tác, giúp cơ quan tố tụng điều tra làm rõ bản chất của vụ án. Ông Nguyễn Phương Anh là bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Tại phiên tòa sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 ngày 19 tháng 9, bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra tòa với chiếc áo màu xanh được bố trí ngồi ở hàng ghế đầu tiên dành cho bị cáo ở phòng xử án. Trước giờ hội đồng xét xử làm việc, bà Trương Mỹ Lan thi thoảng cười chào khi các bị cáo đi ngang qua. Sau khi thư ký phiên tòa báo cáo điểm danh người có mặt và vắng mặt, hội đồng xét xử tiến hành thẩm tra tư pháp các bị cáo tại phiên tòa. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan khai nhận sinh ra và cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh, có chồng là Chu Lập Cơ, cũng là bị cáo trong vụ án này. Bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ có 2 con chung. Trước khi xảy ra vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan chưa có tiền án tiền sự. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bản án hình sự sơ thẩm số 157 ngày 11 tháng 4 năm 2024 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình chung cho các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản và đưa hối lộ. Hiện nay, bà Trương Mỹ Lan đã có kháng cáo và Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm. Bà Trương Mỹ Lan trả lời khi kết thúc phần thẩm tra tư pháp của hội đồng xét xử rằng: Thưa tòa, bị cáo bị bắt tạm giam vào ngày 8 tháng 10 năm 2022. Bà Trương Mỹ Lan đang bị xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Trả lời hội đồng xét xử, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân khai nhận từng là tổng giám đốc công ty WMC. Bị cáo này sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, có chồng và 2 con.
Bị cáo Trương Huệ Vân cũng khai nhận, trong giai đoạn 1 của vụ án này, bị cáo Trương Huệ Vân bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 17 năm tù về tội tham mô tài sản. Tại phiên tòa này, bị cáo Trương Huệ Vân bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc sai phạm trong thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho công ty An Đông mua sơ cấp và giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành hai mã trái phiếu của công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại. Trong quá trình điều tra, bị cáo Trương Huệ Vân khai nhận, việc thực hiện hành vi sai phạm là do tin tưởng bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Huệ Vân khai không được hưởng lợi và nộp lại 1 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, các bị cáo còn lại xác nhận lý lịch của các bị cáo như cáo trạng nêu. Các bị cáo cùng trả lời là nhận được cáo trạng vụ án, quyết định đưa vụ án ra xét xử trước khi mở phiên tòa như quy định của pháp luật. Cũng tại phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan đã yêu cầu hội đồng xét xử triệu tập đại diện Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cục Quản lý Ngoại hối và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham gia phiên xét xử. Trả lời ý kiến của luật sư, hội đồng xét xử cho biết trước khi mở phiên tòa này, hội đồng xét xử có triệu tập, tuy nhiên đại diện các cơ quan này không có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay. Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập nếu xét thấy cần thiết. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Ở phiên tòa này, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm hầu tòa với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 9, lực lượng công an đã có mặt tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. An ninh khu vực tòa án được thắt chặt. Đến 5 giờ 45 phút, đoàn xe khoảng 15 chiếc áp giải bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo được 3 mô tô của cảnh sát giao thông dẫn đường tiến vào sân tòa. Bên trong sân tòa, khoảng 1.000 ghế ngồi cùng nhiều màn hình LED được chuẩn bị để cho các người bị hại, người liên quan tới tham dự phiên tòa. Trên các tuyến đường xung quanh khu vực tòa án như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Trực, lực lượng chức năng túc trực để đảm bảo trật tự. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh Tòa án Hình sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là các ông bà Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Hồng Hiệp, Bùi Thanh Hằng, Lê Trương Hà Linh giữ quyền công tố tại tòa. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định trong giai đoạn 2 của vụ án có 35.824 bị hại, 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tòa án sẽ tiến hành xử vắng mặt các bị hại, đương sự theo quy định tại điều 62, điều 65 và điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự và đảm bảo quyền lợi, lợi ích của các bị hại, đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại, đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bị hại đương sự. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án cũng lưu ý đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu sau: QT2018.12.01, ADC2018.09. ADC2018.09.01, ADC2019.01, SET.H2025, SNBK2018.10. Do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh SECHA phát hành thì không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập gần 100 luật sư bào chữa để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 4 luật sư bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan có 2 luật sư bào chữa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, nắm giữ 60% cổ phần và là chủ tịch hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay.
Từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng 4 công ty An Đông, công ty Quang Thuận, công ty Centra, công ty Sunny World đều thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu mà bị cáo Lan và các đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác, dẫn đến khả năng mất thanh toán nợ trái phiếu. Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định trong 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2022, công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, tổng cộng 1,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 35.360 tỷ đồng và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về, tổng 3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 71.360 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, khoảng 106.730 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm còn bị cáo buộc tội rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu với số tiền 445.747 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 14 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan phải chấp hành là án tử hình. Sáng ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Chưa tới 6 giờ, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân được đưa tới tòa. Gần 7 giờ sáng, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm đã bị áp giải ra Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử trong vụ án ở giai đoạn 2 về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét xử vắng mặt đối với hơn 35.000 bị hại. Việc xét xử vắng mặt bị hại đương sự theo quy định tại Điều 62, Điều 65, Điều 292 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và đảm bảo quyền lợi ích của các bị hại đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Bên trong sân tòa, khoảng 1.000 ghế ngồi, nhiều màn hình LED được chuẩn bị để cho các bị hại, người liên quan tới tham dự phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Cũng theo thông báo, bị hại người đương sự có thể theo dõi diễn biến phiên xử trên cổng thông tin của tòa. Tuy nhiên, từ sáng sớm ngày 19 tháng 9, hàng chục người đã tới tòa yêu cầu được vào phòng xử án. 8 giờ 15 phút ngày 19 tháng 9, phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan bắt đầu. An ninh được thắt chặt xung quanh Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa, 34 bị cáo đều có luật sư bào chữa, trong đó bà Trương Mỹ Lan có 4 luật sư. Bà Lan và 33 bị cáo bị xét xử với 3 tội danh khác nhau, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử cả 3 tội danh. Ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp sơ thẩm tuyên án tử hình về 3 tội. 85 đồng phạm lĩnh các mức từ hưởng án treo đến tù chung thân. Bị cáo Chu Lập Cơ bị xét xử về tội rửa tiền. Ông Cơ trong giai đoạn 1 của vụ án bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, có 2 luật sư bào chữa. Bị cáo Trương Huệ Vân bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo này bị tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, đã mất khả năng thanh toán với tổng giá trị các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỷ đồng và hiện còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư. Bà Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc tội rửa tiền với số tiền 445.000 tỷ đồng.
Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng xác định bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền 4,5 tỷ đô la Mỹ. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện các hành vi phạm tội. Vào ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tháng do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Ở phiên tòa này, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can hầu tòa với các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tòa án sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại, nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền lợi cho những người này. Bà Trương Mỹ Lan phải khắc phục hậu quả gần 700.000 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử giai đoạn 1 của vụ án diễn ra hồi tháng 3, bà Trương Mỹ Lan bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Hội đồng xét xử xác định bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả nên chỉ còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định, dù không quản lý điều hành trực tiếp, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất, có quyền quyết định toàn bộ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như công cụ tài chính, huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập hồ sơ vay khống, nâng giá trị tài sản đảm bảo, đưa tài sản không đủ pháp lý, rút tài sản có giá trị lớn, hoán đổi bằng tài sản có giá trị thấp hơn để rút tiền từ SCB. Viện Kiểm sát nêu quan điểm có đủ căn cứ xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền đặc biệt lớn 677.286 tỷ đồng. Đây chính là hậu quả thiệt hại của vụ án do hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Bà Trương Mỹ Lan là bị cáo duy nhất trong vụ án này bị tuyên phạt tử hình. Bà Trương Mỹ Lan ăn năn hối cải. Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 1992. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Qua đó, bà Trương Mỹ Lan thao túng chỉ đạo điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống. Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư. Qua đó, bà Trương Mỹ Lan thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Đối với hành vi rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng.
Nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cho là không thành khẩn khai báo, thì tại giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan được cơ quan điều tra đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và có ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc đã thông qua 23 công ty để vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Theo cáo trạng mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành hồi tháng 7, trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, trong đó 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, tổng cộng 1,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 35.360 tỷ đồng, và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về, tổng 3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 71.360 tỷ đồng. Tổng số tiền bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ. Quá trình điều tra, bà Trương Mỹ Lan khai khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài về Việt Nam sẽ giao Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Acumen, phối hợp Nguyễn Phương Anh, cựu Phó Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Chiêu Binh Kiung Kenneth, quốc tịch Vương quốc Anh và Bắc Ireland, được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý các công ty ở nước ngoài, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty Villeland Việt Nam. Họ sẽ lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và các công ty tổ chức nước ngoài. Đây đều là công ty ma thuộc sự quản lý điều hành của các cá nhân ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền sẽ chuyển đi và về qua hệ thống ngân hàng SCB. Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục chỉ đạo các cá nhân thuộc Vạn Thịnh Phát phối hợp SCB thực hiện chuyển và nhận tiền quốc tế. Cơ quan điều tra cáo buộc đa số hồ sơ giấy tờ thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài đều không đủ điều kiện. Các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam thiếu trưởng thông tin về chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa, nhưng các cá nhân có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, Chen Di Trung, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế. Để vận chuyển 4,5 tỷ đô la Mỹ trái phép qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan được hàng loạt người giúp sức. Trong đó, Trương Khánh Hoàng bị cáo buộc từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài tổng 929 triệu đô la Mỹ, tương đương 21.810 tỷ đồng, và 106 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về, tổng 1,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương 47.392 tỷ đồng. Các giao dịch này đều thông qua hợp đồng khống. Các lệnh chuyển tiền ra nước ngoài do Trương Khánh Hoàng ký đều không đủ điều kiện chuyển tiền, như thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng, chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần giữa công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài, chứng từ thể hiện công ty ở nước ngoài đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước Việt Nam. Các giao dịch chuyển tiền từ nước ngoài về dù thiếu trường thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa, nhưng Trương Khánh Hoàng vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản của khách hàng nhận tiền. Ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, bị cáo buộc từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 7 năm 2020 đã ký duyệt 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài tổng 516 triệu đô la Mỹ, tương đương 11.998 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng khống. Ông Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, bị cáo buộc trong 10 tháng từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2020 đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài 30 triệu đô la Mỹ, tương đương 712.000 tỷ đồng thông qua hợp đồng khống.
Nguyễn Phương Anh được giao trực tiếp quản lý 3 công ty chuyển tiền ra nước ngoài gồm Blue Pearl, Sài Gòn Peninsula và Interview, thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 8 năm 2022. Nguyễn Phương Anh đã phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB, đã qua đời, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, lập các hợp đồng khống cho 3 công ty nhận về Việt Nam 35 triệu đô la Mỹ, tương đương 802 tỷ đồng. Và chuyển ra nước ngoài 56 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.335 tỷ đồng. Trong đó riêng Nguyễn Phương Anh bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới tổng 91 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.138 tỷ đồng. Trịnh Quang Công được Trương Khánh Hoàng giao theo dõi quản lý việc chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về của 7 công ty gồm Golden Hill, Villaland, Capital Land Tower, Chetwin, Elon, Đông Sài Gòn, Thành Hiểu. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, Trịnh Quang Công bị cáo buộc cùng đồng phạm chuyển ra nước ngoài 1,444 tỷ đô la Mỹ, tương đương 33.547 tỷ đồng và nhận từ nước ngoài về 1,449 tỷ đô la Mỹ, tương đương 34.629 tỷ đồng theo các hợp đồng khống. Tổng số tiền Công bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 2,89 tỷ đô la Mỹ, tương đương 68.177 tỷ đồng. Giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền qua biên giới còn có Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng Giám đốc VIPD và Nguyễn Hữu Hiệu, Phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông. Đặc biệt, hai người nước ngoài là Chen Zichung, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc và Chiu Binh Kyung Kenneth, quốc tịch Anh và Bắc Ireland, quản lý 11 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xuất cảnh trước khi bị phát hiện giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép 50.000 tỷ đồng qua biên giới. Hai bị can này đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an truy nã. Ngoài hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan và ba đồng phạm Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Acumen, Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB còn bị đề nghị truy tố thêm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm ra xét xử. Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10. Cáo trạng công bố tại phiên tòa sắp tới cho biết bà Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ khi thành lập đến nay. Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống, 308 triệu trái phiếu. Ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Ở tội danh rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan đồng loạt báo lỗ triền miên. Một số doanh nghiệp liên quan tới bà Trương Mỹ Lan vừa có báo cáo tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, hầu hết báo lỗ trong nửa đầu năm 2024, trong đó có công ty Bông Sen, Secha, Quang Thuận. Cụ thể, công ty cổ phần Bông Sen trong 6 tháng đầu năm 2024 lỗ 401 tỷ đồng. Tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương trung bình mỗi ngày lỗ hơn 2,2 tỷ đồng. Trong kết luận điều tra của cơ quan điều tra, Bông Sen Corp nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến công ty Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan.
công ty cổ phần Bông Sen sở hữu nhiều khách sạn, nhà hàng hạng sang, trong đó có khách sạn Daiu Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm cửa ngõ phía Tây của thành phố Hà Nội với hơn 400 phòng. Đây là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội, được xây năm 1996, từng đón cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 2000 và các nguyên thủ khác. Trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán khách sạn Daiu và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn Daiu Hà Nội, còn gia đình bà có cổ phần chi phối tại công ty cổ phần Bông Sen. Bông Sen Corp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam khi sở hữu hàng loạt nhà hàng khách sạn ở những khu vực đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, như khách sạn Bông Sen Sài Gòn 117-123 Đồng Khởi, khách sạn Palace Sài Gòn 56-66 Nguyễn Huệ, khách sạn 2 sao Bông Sen Annex 61-63 Hai Bà Trưng và hàng loạt nhà hàng cửa hàng có tiếng khác. Mặc dù sở hữu nhiều đất vàng nhưng Bông Sen có kết quả kinh doanh yếu kém. Trong năm 2023, Bông Sen lỗ 668 tỷ đồng và trước đó năm 2022 và năm 2021 cũng thua lỗ. Trong báo cáo tài chính gửi HNX, công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh Secha báo lỗ gần 115 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024 so với mức lỗ hơn 273 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2023, Secha lỗ gần 220 tỷ đồng, còn năm 2022 lỗ gần 479 tỷ đồng. Secha được biết đến là 4 doanh nghiệp nổi bật liên quan đến Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan với lượng trái phiếu phát hành lớn. Tính tới giữa năm 2024, Secha còn phải trả hơn 3.382 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 7.419 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, con số này vẫn rất lớn so với vốn chủ sở hữu hơn 409 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu còn hơn 1.998 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp khác cũng liên quan tới bà Trương Mỹ Lan là công ty cổ phần Quang Thuận. Báo lỗ gần 339 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024 so với mức lỗ hơn 641 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Theo cơ quan điều tra, Secha cùng 3 công ty khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunnyworld, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận đã huy động một lượng trái phiếu khủng. Số tiền này được bà Trương Mỹ Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Nợ hơn 14.000 tỷ đồng trái phiếu chậm thanh toán. Cũng theo báo cáo gửi HNX, công ty cổ phần Quang Thuận có tổng nợ phải trả tính tới cuối tháng 6 năm 2024 là 8.875 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu khoảng 7.500 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu hơn 1.374 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2024, Quang Thuận đã chậm trả lãi và phạt với 60 lô trái phiếu, mỗi lô giá trị 100 tỷ đồng. Tổng tiền lãi và phạt là gần 16,86 tỷ đồng một lô, tương đương khoảng 1.010 tỷ đồng do chưa thu xếp được nguồn vốn và đang lên phương án xử lý. Đây là các lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tài sản đảm bảo được phát hành ngày 31 tháng 8 năm 2020 do chứng khoán Tân Việt thu xếp. Lãi suất được đưa ra 11% một năm và có hạn trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Với Secha, trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty đã chậm trả lãi kỳ thứ 3 liên tiếp, gồm kỳ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2023, kỳ 6 ngày 31 tháng 8 năm 2023 và kỳ 7 ngày 29 tháng 2 năm 2024, cùng lãi phạt kỳ 5 và kỳ 6 đối với tổng cộng 20 lô trái phiếu, mỗi lô trị giá 100 tỷ đồng. Tổng tiền lãi và phạt là gần 16,86 tỷ đồng một lô, tương đương khoảng 337 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán là do Secha chưa thu xếp được nguồn thanh toán và tổ chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi. Với Bông Sen, tính tới cuối tháng 6 năm 2024, Bông Sen có tổng nợ phải trả khoảng gần 8.370 tỷ đồng. Trong đó có hơn 4.790 tỷ đồng nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu 5.264 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2023, Bông Sen có lô trái phiếu BSECH
21260003 phải thanh toán gốc là 4.800 tỷ đồng và số tiền lãi và phạt là hơn 1.061 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bông Sen đã chậm không thanh toán gốc lãi vì tài khoản bị phong tỏa. Đây là khoản huy động được phát hành từ tháng 10 năm 2021 có tài sản đảm bảo do chứng khoán Tân Việt thu xếp. Lãi suất được đưa ra 10,5% một năm, hạn trả lãi định kỳ 3 tháng một lần. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tân Việt cũng chính thức là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư An Đông, doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Để khắc phục hậu quả của vụ án Vạn Thịnh Phát, theo nghị quyết Đại hội Cổ đông của Bông Sen ngày 30 tháng 8 năm 2023, Đại hội Cổ đông bất thường đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan Điều tra Bộ Công an. Đại hội cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành. Các tài sản bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thị Phơ, cổ phần công ty DH, hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản. Tại đại hội, Chủ tịch Bông Sen Corp Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết, trong các tài sản mà Bông Sen đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu, có tài sản đảm bảo là cổ phần tại công ty cổ phần DH. Đây là cổ phần sở hữu thuộc công ty cổ phần Hợp Nhất 1 và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Kết quả điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha không đúng quy định của pháp luật để chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và chịu trách nhiệm trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng hình thức sử dụng toàn bộ tiền tài sản mà bà Trương Mỹ Lan đã bị kê biên phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản tiền tài sản mà Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên các cá nhân tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Trương Mỹ Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ. Nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cho là không thành khẩn khai báo, thì tại giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án chung là tử hình về các tội đưa hối lộ, tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước khi diễn ra phiên tòa vào ngày 19 tháng 9 tới đây, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của những nhà đầu tư trái phiếu bị chiếm đoạt tài sản sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị áp dụng hình phạt cao nhất. Kết luận điều tra và cáo trạng đã chỉ ra rằng có rất nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan hoặc có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan bị kê biên phong tỏa với giá trị quy đổi là hơn 12.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên các bất động sản khác có giá trị rất lớn của bị cáo Trương Mỹ Lan và những người có liên quan, cũng như phong tỏa, ngăn chặn giao dịch số tiền nằm trong tài khoản của các bị cáo và những người khác. Bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 cũng buộc nhiều cá nhân tổ chức có nghĩa vụ phải nộp lại hoặc hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan tiền mặt và giá trị tài sản, tổng cộng khoảng 21.000 tỷ đồng. Cũng theo bản án sơ thẩm, các tài sản khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án ở giai đoạn 1 và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm tỷ đồng được gia đình bà Trương Mỹ Lan cùng tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp để khắc phục thay cho bị cáo. Như vậy, những người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 hoàn toàn có thể hy vọng về việc được đền bù thiệt hại.
Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!